Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Đây là một tác phẩm tiếp theo của tác giả Đường Gia Tam Thiếu, với nhân vật nam chính và nữ chính là Hoắc Vũ Hạo, hay còn được gọi là Đới Vũ Hạo, và Đường Vũ Đồng, con gái của Đường Tam. Bộ truyện này có tổng cộng 26 quyển, 510 vạn từ. Đây chính là bộ truyện dài nhất trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nó được sáng tác từ ngày 13 tháng 11 năm 2012 và kết thúc vào ngày 19 tháng 12 năm 2014. Còn có cái tên gọi khác là Hoắc Vũ Hạo Truyền Kỳ. Nếu như mà các bạn muốn đọc truyện thì mình có để link dưới phần mô tả cho anh em nha. Khi mà mình làm video ấy thì rất nhiều bạn hỏi là chuyện đọc ở đâu anh ơi, và chuyện tranh cũng đọc ở đâu, chuyện chữ thì đọc ở đâu. Vậy mình xin phép không trả lời mấy câu hỏi này, tại vì mình có để link dưới phần mô tả rồi. Có điều là bản dịch này chỉ có 1/2 bộ truyện mà thôi. Mình cũng không hiểu vì sao team dịch họ lại không dịch nữa, cái đấy thì mình cũng không rõ. Còn nếu như các bạn muốn đọc truyện tranh thì có thể qua Ham Truyện hoặc là Ham Truyện TV. Và tất nhiên thì trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho LTG nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Tuyệt Thế Đường Môn là câu chuyện về một thế hệ thiếu niên anh hùng mang bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, với mong ước chấn hưng đường môn sau một vạn năm hưng thịnh giờ đây đang dần suy tàn. Một mô típ hệ thống vũ hồn và hồn sư nối tiếp phần 1 Đấu La Đại Lục, phần 2 hứa hẹn sẽ đem đến người đọc những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, những vũ hồn mới lạ, những lời chữ ải khám phá, đặc biệt với sự xuất hiện của hồn linh, bản thể vũ hồn, thập đại hùng thú. Nó đã khiến cho phần 2 phá cách trở nên sinh động kịch tính hơn. Nhân vật chính của chúng ta có tên là Hoắc Vũ Hạo, hay còn được gọi là Đới Vũ Hạo, một thiếu niên sinh ra trong công tước phủ nhưng lại chịu nhục nhã vì thân phận thấp kém, là con thứ do nhà hoàn thiếp thân thứ sinh ra. Công tước đại biểu Tinh La Đế Quốc xuất binh đánh trận, mọi việc trong phủ toàn bộ do công tước phu nhân trông coi. Công tước phu nhân thì có hai người con trai, ả ta đối với bất cứ ai có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của con mình đều nhất mực chèn ép. Tuy thế nhưng trước khi công tước ra trận thì phủ công tước vẫn còn yên bình, nhưng sau đó công tước phu nhân nắm quyền toàn bộ của công tước phủ thì mẹ con của Vũ Hạo bị phu nhân hành hạ ghẻ lạnh, chịu bao ở mức tủi nhục đêm đông chăn không có đắp. Cha thì không biết đến sự hiện diện của mình, người mẹ thương con nhưng vô lực, cậu chỉ có thể kiên cường mạnh mẽ bảo vệ mẹ mình, làm động lực cho người mẹ bất hạnh. Nhưng sự đời nghiệt ngã khi mẹ cậu vì che chở cho cậu mà bị đám gia nhân đánh trọng thương. Trước khi mất, mẹ cậu căn dặn cậu kiên cường, còn nhất định phải kiên cường. Mẫu thân đã dạy ta, người chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ khi mình kiên cường mới có thể sống tốt hơn. Cậu đã mất đi người mẹ thương yêu mình, đau khổ dằn vặt chính bản thân. Cuối cùng cậu bỏ nhà ra đi tìm cơ hội trả thù tất cả những kẻ đã coi thường mẹ cậu, để rồi biết bao sóng gió ập đến, gặp thiên mộng băng tâm trăm vạn năm, gia nhập đường môn, đến sử lai khắc học viện. Ở đây cậu gặp tri kỷ của cuộc đời mình, Đường Vũ Đồng, rồi gặp huynh đệ thất quái cùng sông pha. Bằng vào lỗ lực cậu đã đạt được võ hồn thứ hai, băng đế bích hoàng hạt vũ hồn, trở thành một đời khiêu thiên chi tử. Đại chiến nhật nguyệt mở ra con đường hồn đạo cho đường môn, đưa tông môn một lần nữa trở lên huy hoàng. Với mối tình chồng gái giữa Vũ Hạo và Vũ Đồng, chuyện các họa đậm nét những tình tiết trái ngang của tình yêu, những mối tình tay ba tay bốn đậm chất drama với Quất Tử và Thu Nhi, để rồi trở thành thần, một đời thần cấp tình tự chi thần. Bộ truyện này sẽ mở ra những cánh cửa mới về tu luyện, về cái ác, những tình tiết khúc mắc khác nhau. Có thể nói Đấu La Đại Lục là một phương trời mới cho những người yêu huyền huyễn và ngôn tình. Nói gì thì nói, chứ riêng phần 2 ai chán ai chê, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo mãi là idol của mình. Đúng là phần này chỉ dành cho những người thiên về chuyện ngôn tình hơn là đi PK nhau, nhưng mà mình đọc đi đọc lại mấy lần rồi vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Vui buồn bi hận có đủ ở phần 2 nhé. Có những tình tiết bất ngờ mình luôn tự hỏi bản thân mình, nhưng mà rồi vẫn phải tin nó là sự thật. Đúng là tác giả Đường Gia Tam Thiếu có khác. Câu văn thì cực kỳ hay mà tình tiết thì cực kỳ bất ngờ. Có một nguồn tin ở bên Trung Quốc mà mình không biết là thật hay không. Bản tin đó có ghi là con của Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã từng xuất hiện ở Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu và tên là Hoắc Trảm Tật. Nó được mô tả như sau, mình sẽ đọc cho anh em nha. Thân người mặc một thân trường bào màu đen, một đầu tóc đen tự nhiên rũ xuống bên bờ vai, thân hình cao lớn, nhưng mà tướng mạo hết sức xinh đẹp tuyệt trần. Trên trán còn có sợi tóc màu lam rũ xuống, mười phần kỳ dị. Hai tay chắp sau lưng, trên mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Sợi tóc màu lam chính là đặc trưng của Đường Vũ Đồng nha mọi người. Có lẽ rằng con của hai người này xuất hiện ở Thần Lan cũng hợp lý, vì Thần Lan và Đấu La là hai bộ khác nhau. Việc một nhân vật lạc trôi đi tới một bộ khác cũng không có gì lạ, chứ mà nếu xuất hiện ở Đấu La Đại Lục thì coi bộ không hợp lý cho lắm.
Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì đó là chương 39 Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu. Thực hư ra sao thì đợi tiếp những tin tức kế tiếp nha anh em ơi. Vừa rồi chính là một vài thông tin của bộ Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn. Các bạn thấy video này thế nào? Đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho MTG nhé. Và nhớ là hãy comment ý kiến của các bạn ở dưới phần comment. Cuối cùng thì MTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và chắc chắn là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo rồi.